Xin chào bà con, xin chào anh em. Thì hôm nay mình làm một cái clip để chia sẻ cái cách mà chúng ta cho cá rô ăn á, mà lúc chúng ta mới bắt đầu thả, mới mua về thả luôn. Thì nhiều bạn á là gọi cho mình, kêu mình làm cái clip là chia sẻ cái cách mà chúng ta mới mua con giống về thả xuống cái bể bạc, thả xuống ao, ao bể bạc hay là ao xi măng gì đó. Thì là cái cách cho ăn như thế nào nó hợp lý nhất, thì hôm nay mình sẽ làm ngắn gọn thôi để chia sẻ cho anh em. Cái này là mình dành cho những anh em mà nuôi số lượng nhỏ lẻ thôi nha, nuôi trên bể bạc với lại bể xi măng thì thường thường là họ nuôi không có nhiều, họ nuôi từ vài chục ký cá trở lại thôi, vài chục ký cá giống á. Thì ví dụ như chúng ta mua giống về thì cái phần mà xử lý nước ao thì mình đã làm chia sẻ với các bạn rồi, thì là nước ao nó đã tốt rồi, nó ok đó, thì đang chờ để nhận giống thả xuống thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta chỉ tính từ bắt đầu là thả giống xuống. Đó, thì khi chúng ta thả giống xuống, ngày đầu tiên chúng ta không cho ăn, ngày thứ hai chúng ta mới bắt đầu cho ăn, nhưng mà cho ăn ít thôi nha mọi người. Ví dụ như bây giờ các bạn thả cái ao đó là 10 kg cá giống, cá rô giống, thì chúng ta không biết là ngày đầu tiên mình cho nó ăn như thế nào là đủ. Thường thì mọi người tính theo cái tỷ lệ mà 1 chấm, ví dụ như là 1 kg cá giống thì sẽ ăn bao nhiêu á. Nhưng mà các bạn đừng nên áp dụng như vậy. Có khi á, nhiều nơi nằm chỗ á, là cái con cá giống về thả nước nó đẹp, nó quen nước nhanh thì nó ăn mạnh. Còn những nơi mà nước hơi xấu tí xíu, như hơi có độ phèn tí xíu hay là có độ mặn nhiều hơi hơi á, thì nó ăn sẽ yếu hơn so với những con cá kia. Cho nên mà chúng ta cứ áp dụng máy móc như vậy á, chúng ta lấy thức ăn mà chúng ta đổ xuống ao như vậy bằng cái mà số lượng như vậy á, thì sợ rằng con cá mình nó ăn không hết thì nó sẽ bị dư thức ăn, mà nó dơ thức ăn, nó uổng phí, nó tốn kém thôi. Thì để mình chính xác và ăn đỡ tốn kém nhất á, thì mình có một cái cách này thôi, mình chỉ các bạn. Thì mỗi một người có một cách. Cái này mình chia sẻ với các bạn là những ai mà mới bắt đầu nuôi thôi nha. Còn ví dụ như những anh em nào mà nuôi sành rồi, nuôi như là bậc thầy đó, thì có cái gì hay hơn thì xin cho em học hỏi và góp ý cho bà con chúng ta có cái cách cho ăn nó phù hợp hơn để con cá nó phát triển tốt hơn. Ví dụ như 10 kg cá, chúng ta thử đông mỗi buổi sáng, chúng ta đông nửa ký hoặc là 400 g, nửa ký đi cho chắc cú. Thì chúng ta đông vô cái lon này, ví dụ cái lon này là cái lon coca chúng ta uống, không cần biết nó là phải bao nhiêu, ví dụ 400-500 g hay nửa ký, chúng ta không cần thiết phải máy móc quá, chúng ta cứ múc đầy một cái lon này đi. Cái lon này là cái lon coca chúng ta hớt ra, hoặc là cái gạo mên gì đó. Đó, cái này thì cho ăn nhỏ lẻ thôi này nha, các bạn múc đầy một lon, đầy một lon này nha. Đó, các bạn đem ra bể bạc, chúng ta đứng cho ăn mà chúng ta phải quan sát con cá. Chúng ta bóc cho ăn từ từ thôi, chúng ta rải đều ao hết nha. Các bạn rải đều mặt ao hết thức ăn nha. Thì những cái con cá mà nó yếu á, nó sẽ được ăn những cái viên thức ăn xa. Còn những con mạnh nó dành ăn, các bạn cho ăn cụm á, rải thức ăn cụm thì con cá nó dành lộn. Con cá yếu nó sẽ ăn không lợi con cá mạnh. Cho nên là chúng ta phải rải đều ao ra. Thì chúng ta coi con cá nó ngớp hết trơn, viên nổi rồi chúng ta lại rải tiếp. Chứ mình đừng có rải một hơi một mà nó nổi đầy mặt hết trơn. Như vậy thì không có được. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ bị phí thức ăn. Cái thứ hai nữa là cái thức ăn mà nó dư đó, nó sẽ mau dơ nước, chúng ta sẽ mau dơ nước. Và một chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ luôn cái cách chúng ta mấy ngày chúng ta thay nước một lần ở trên bể bạc. Thì các bạn rải cho ăn đều đều hết mà cá nó còn ụt mạnh, chúng ta cứ rải tiếp tục. Rải khi nào một lon này cảm thấy ví dụ như hết hoặc là gần hết lon này, mà các bạn quan sát thấy cá rô nó bớt ụt lại thì là coi như nó đã gần no. Thì coi như chúng ta tạm thời bữa đầu tiên chúng ta cho ăn ít thôi, càng ít càng tốt, chứ đừng có cho ăn dư. Ví dụ như mình cho ăn hôm nay tương đối thôi, một con nó ngớp được một viên cám thôi, nó cũng đủ chất dinh dưỡng rồi các bạn ạ. Thì hôm sau á chúng ta lại tiếp tục cho ăn như vậy nữa, lấy cái lon này lại múc thức ăn nữa, lấy cái lon hôm qua chúng ta ước lượng là đông như hôm qua luôn. Đó,
thì các bạn cứ đem ra rải nữa, cho ăn đều 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 y như hôm bữa trước. Thì con cá nó có mập hay ốm hay là nó có ăn đủ thức ăn hay không, thì ngày thứ ba các bạn lấy cái vợt, khi cho ăn chúng ta vớt con cá lên, cho ăn xong đó chúng ta đi ra lấy vợt, chúng ta vớt cá lên kiểm tra. Cái thứ nhất là chúng ta mỗi ngày, cách một ngày là chúng ta phải đều kiểm tra cá. Để làm gì? Để coi thử con cá nó có yếu, ốm, mạnh hay là có bệnh gì hay không. Thì để biết cái bệnh gì chúng ta còn xử lý kịp cái bệnh đó. Chứ nhiều người hỏi là chưa chỉ cách trị bệnh. Thì bây giờ mình chưa biết con cá nó bệnh gì thì mình làm sao mình chỉ. Nhiều loại bệnh, ví dụ như là nấm vẩy hay là phòng dẫy hay là mũ gòn hay là cục đuôi hay là cục kỳ hay là đỏ bụng hay là nổ mắt vậy đó, mình chưa biết thì làm sao. Ví dụ như cái con cá của các bạn đang bị bệnh là cục đuôi, mà các bạn đưa cái thuốc trị nổ mắt vô thì đâu có ăn đâu, mà các bạn nhiều khi các bạn hỏi nó không chịu chỉ cách trị bệnh. Mình chưa biết cái con cá của bạn ở dưới ao đang bị bệnh gì nữa thì mình không có mà chia sẻ được. Cái đó là các bạn cũng thông cảm cho mình. Thì đó, cái mình nói tới vấn đề là gọi là chúng ta 3-4 ngày sau khi cho ăn, sau khi chúng ta bắt về nuôi á, cho ăn đầu tiên á, tới 3 ngày sau chúng ta kiểm tra cá vớt lên coi thử. Chúng ta thấy con cá nó ú nè, nó trắng nè, nó đẹp nè, da nó đẹp nè, thì là chứng minh con cá nó đã đủ thức ăn. Thì chúng ta nên nhớ kỹ là như vậy là chúng ta đã canh đủ cái liều lượng đó rồi, không cần phải học hỏi ai cả. Chứ nhiều bạn hỏi là anh ơi, bây giờ ví dụ như là 100 ký cá đó về mình cho ăn bao nhiêu ký thức ăn là đúng anh? Thực sự mà nói 10 ký hay 100 ký hay là 20 ký hay là 1 tấn cá giống, không có cái ước lượng nào mà nó ăn giống nhau hết nha các bạn. Cái đó là mình nói thiệt. Nhầm nơi thổ nhưỡng nó đẹp, nó quen. Ví dụ như cá ở đó, mua đó, thả về đó là đương nhiên cái nguồn nước nó quen với đất đó, nó quen, nó sẽ ăn mạnh hơn so với con cá các bạn mua ở từ Cà Mau mà các bạn đem về An Giang, Châu Đốc các bạn cho ăn. Hai nơi nó khác nhau, cho nên là con cá nó sẽ ăn thức ăn khác nhau trong những ngày đầu hay ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì cho nên nếu như các bạn không rõ về vấn đề đó, vậy thì mình dám hỏi với các bạn là cái người đầu tiên nuôi cá rô thì người ta đâu có biết ai làm chuẩn mực để ăn bao nhiêu đâu các bạn, đúng không? Cái người đầu tiên thả giống thì họ cũng mơ hồ, đâu có biết là cho ăn bao nhiêu đâu. Bởi vì chưa có ai nuôi hết trơn thì đâu có ai chỉ cho họ là anh ơi, cái con 100 ký cá này, 10 ký cá này nó ăn bao nhiêu. Đó, nhiều người nói biết chính xác không? Bao giờ tự mình quan sát, tự mình theo dõi và tự mình canh là sẽ biết cái liều lượng của con cá mình luôn. Có khi mình biết canh đúng mực á thì mình đỡ tốn thức ăn nữa, chứ không phải là bỏ dư thừa rồi nó nổi liều biều á, rồi nó bả ra rồi nước nó mau dơ. Cho nên cái đó cũng là cái mà chúng ta tiết kiệm thức ăn. Tại vì nuôi cá này thức ăn rất là tốn tiền, tốn tiền rất nhiều. Ví dụ như cá một mà thức ăn tới 5 lần đó. Cho nên á, ví dụ như cá 10 triệu là thức ăn phải 40-50 triệu, nó ngộ vậy đó. Cho nên các bạn cố gắng là tận dụng cái thức ăn này cho kỹ. Cái thứ hai là chúng ta biết tận dụng những nguồn thức ăn có sẵn trong gia đình. Tại vì các bạn nuôi bể bẹt hay nuôi ao xi măng thì chắc chắn là các bạn nuôi nhỏ lẻ, một là nuôi để bán lai gai bên chợ, bán cho mấy người ở xóm, hoặc là chúng ta nuôi để dành ăn, hay là nuôi để bán lại cho những cái người mà có đám tiệc gì đó thì là mình nuôi. Thì chúng ta tận dụng ví dụ như những nguồn thức ăn phụ thêm là giống như là những vỏ đậu xanh mà chúng ta giúp nè, giúp giá nè, đó cũng được nữa. Rồi đầu tôm mà chúng ta người ta lấy về chỗ mà cái dựa tôm mà ta lặt đầu tôm á, về chúng ta xay lại bầm mịn ra chúng ta cho ăn cũng thịt cá rô cũng ngon nữa. Cái thứ hai là đu đủ chín nè, chúng ta chín gục quá chúng ta bơi qua cho nó ăn phụ thêm. Và những lúc mà những cái trường hợp mà cho ăn phụ này là chúng ta đã cho cá ăn trong một thời gian khoảng nửa tháng hay là một tháng đầu rồi nha, mới cho ăn dặm thêm cái đó. Chứ cá mình mới về thả không có được cho ăn mấy cái đó, nó không quen. Mình tập nó quen ở đầu bữa đó, mình cho nó đói cái là mình thảy xuống nó ăn là nó ăn nè. Cái thứ hai nó là như ba cái dưa gan rồi nè, dưa gan mà chín đó, chúng ta nó đói bụng chúng ta bươi xuống ao đại là nó ăn hết trơn trời à. Thì thịt con cá rô nó sẽ rất là ngon. Đó, cho nên là mình chia sẻ với các bạn gọi là nuôi gia đình, là nuôi bể bạc, nuôi ao xi măng nhỏ lẻ vài chục ký trở lại, 5-10 ký gì đó. Thì đây là cách cho ăn mà gọi là mình cho ăn thủ công luôn, cho ăn mà để kiểm tra cách gọi là hai lúa ruộng nhất luôn đó.
chứ không có nhất thiết phải đi theo bài bản của ai mà đi theo ai cả để mắc công. Người ta nói là mặc định là phải cho 10 cái cá này cho ăn bao nhiêu, rồi các bạn cứ nhắm mắt rồi đổ xuống đó, rồi bắt đầu con cá nó ăn không hết giờ nước đó. Cho nên các bạn muốn biết con cá mình có đầy đủ chất dinh dưỡng chưa, chúng ta kiểm tra cá mỗi ngày đó, dù sau bữa ăn đó ngày mơ chúng ta lại kiểm tra tiếp để biết con cá mình nó ăn có đủ chất dinh dưỡng hay không, để mình canh hôm sau mình cho thức ăn nó nhiều hơn một tí. Mà nếu như nó mập, da đẹp, cá khỏe thì chúng ta cho ăn bằng như hôm trước. Thì ví dụ như nó lớn lên thì chúng ta lại nhóm thức ăn thêm, chúng ta canh theo ngày, canh theo tuần. Ví dụ như nó tuần thứ nhất thì cho ăn tầm này, tuần thứ hai chúng ta cho lên một như đây nữa, rồi thì con cá một tháng nó sẽ ăn nhiều hơn nữa đó, trọng lượng nó lớn lên thì nó sẽ ăn nhiều hơn. Cho nên các bạn là cứ, chúng ta nghề dạy nghề, các bạn đừng có sợ gì hết, cứ tự nhiên mà làm không sao đâu. Rồi mình chia sẻ tới cái vấn đề là thay nước đó các bạn. Thì các bạn nuôi bể bạc thì cái diện tích nó rất là nhỏ, thường thường thì hôm gài các bạn có một số anh em hỏi là bây giờ bể bể bạc là 3 3 5 3 m 5 m là 15 m thì nuôi bao nhiêu cá, rồi bề ngang 2 m, bề dài 5 m là 10 m là bao nhiêu cá. Thì mình chia sẻ với các bạn mật độ nuôi ở trên bể bạc là như thế này. Ở trên bể bạc chúng ta dễ kiểm soát nước hơn ở dưới ao đất, tại vì ao đất chúng ta có khi khó xả đáy ra và chúng ta khó bơm vô. Cho nên ở trên mật độ của ao bể bạc này, chúng ta có thể nuôi là 130 con trên 1 mét vuông. Thì nếu như ai nuôi sành nữa, mình thấy người nước ngoài họ nuôi là khi cho ăn ở trên bể xi măng nó bể bạc vậy đó, là toàn thấy cá nó ngoi đầu lên không mà chứ không có thấy nước. Có những ai nuôi sành thì chúng ta có thể nuôi 1 mét vuông tương đương với 1 kg cá giống, cá rô giống đó. Thì ví dụ như chúng ta có thể theo dõi là 4 ngày hoặc 5 ngày chúng ta, trong giai đoạn chúng ta sáng chúng ta cho ăn đó, thì chúng ta kiểm tra nguồn nước, chúng ta lấy cái tay chúng ta quơ dưới đáy lên, chúng ta ngửi ngửi, tức là mình cảm thấy nó cận cặn đục và nó có mùi hôi, mà chúng ta đừng có để nó hôi hay thay nha, cá nó dễ nhiễm bệnh. Chúng ta cảm thấy nó đục thường thì là có khoảng 4 ngày, khoan sang ngày thứ 5 là chúng ta nên thay được rồi. Thì mình sẽ chỉ cách thay các bạn thay như thế này. Khi con cá mới về trong tháng đầu, nửa tháng đầu, tùy theo cá khỏe cá yếu, chúng ta không nên thay hết toàn bộ lượng nước trong bể bạc nha, trong ao xi măng nha. Chúng ta phải thay 50% hoặc là 60% nước ở trong ao thôi, dữ lắm là 70% nước, phải chừa lại cái nguồn nước ở trong ao có khoảng 3 đến 40% nước đó. Để làm gì? Để khi chúng ta dập cái nguồn nước mới vô, tại vì khi chúng ta dập nguồn nước mới vô là nguồn nước đó là không được xử lý, còn những nơi nào được xử lý thì chúng ta cũng không nên đổ nước hết trong đáy ao ra, tại vì sao? Con cá nó sẽ bị sặc và nó sẽ bỏ ăn. Cho nên những ai có nguồn nước tốt, ví dụ như nước ngọt sẵn ở dưới sông nè, chúng ta bơm lên bể, bơm lên ao thì chúng ta cũng phải thay gần hết nước thôi, chứ chúng ta đừng có xả sạch bách luôn, thì con cá rô nó sẽ dễ dễ dàng bị bệnh lắm, dễ dàng bị bỏ ăn lắm. Cho nên là các bạn nên nhớ là cái nguồn nước cũ ở trong ao phải giữ lại một phần nào đó để con cá nó quen, nó không bị dội so với cái nguồn nước mới nhập vô. Thì đây là cái clip này mình chia sẻ tới đây là hết. Còn vấn đề tắm muối hay không thì các bạn nên nhớ là con cá mình nó khỏe rồi, chúng ta đợi một vài tháng rồi tắm muối, là coi như là mình cũng nào giờ mình cũng chưa có làm, mình có làm rồi nhưng mà ý là nó chỉ dành cho những cái nơi nguồn nước gọi là nó bị nhiễm khuẩn á, rồi chúng ta sát khuẩn cho muối cho cá bằng cách là bỏ 1 2 kg muối vô trong cái ao chúng ta 10 mét vuông. Thì ví dụ như chúng ta mà dành cho những người sành nha, nuôi sành nha, chứ các bạn mà nuôi không sành tắm muối không có tầm bậy là nó ao hết trơn luôn á. Cho nên thì những người biết cách tắm muối cho cá thì rất là tốt cho con cá thôi, nó rất là khỏe và nó sạch sẽ những con vi khuẩn bám trong mang hầu của con cá rô á. Cho nên các bạn muốn làm cái gì thì chúng ta cũng phải có kinh nghiệm. Thì cho nên là tới đây thì mình chia sẻ với các bạn vậy đó. Mà hy vọng là qua cái video này các bạn nào đó mới bắt đầu nuôi thì mình chúc cho các bạn thành công. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì cho mình một like và một cái chia sẻ để ủng hộ cho mình ha. Mình cũng rất là cảm ơn một số anh em, rất là nhiều anh em đã đăng ký kênh và ủng hộ cho mình trong khoảng thời gian gần đây. Thì mình cũng chúc cho anh em mình luôn luôn may mắn và thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại.